Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Number one active chân muối với các khoáng chất thiết yếu natri, kali, clo giúp bù nước, bù khoáng nhanh cho bạn hoạt động bên bỉ. Number one active chân muối, bù nước, bù khoáng, bên bỉ đến cùng. Không phải là thuốc và cũng có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau: trao giải tri thức trẻ vì giáo dục năm 2016, ra quân xử lý môi trường sau ca nhiễm Zika đầu tiên tại Bà Rịa Vũng Tàu, gia tăng bệnh nhân đái tháo đường. Tối ngày 14 tháng 11, nhiều người Sài Gòn yêu thiên văn đã hào hứng rủ nhau đi xem siêu trăng. Được biết, trong gần 70 năm qua, đây được xem là đêm trăng đẹp, sáng và to nhất được nhiều người mong đợi. Được biết, siêu trăng đạt cận địa đẹp nhất là 18:30 và điểm trăng tròn là 20:52 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, như cầu Thủ Thiêm, cầu Móng, các tòa nhà cao tầng như Bitexco là một trong những địa điểm thu hút nhiều bạn trẻ trong những câu lạc bộ thiên văn học hay những người yêu thích chụp ảnh thiên văn đến xem, chụp hình và lưu giữ khoảnh khắc đẹp của siêu trăng. Và cái thời điểm mà trăng đẹp nhất là khoảng chừng 5:00 đến 6:00, là mặt trăng nó vừa lú lên đường chân trời. Khi mình chụp những cái cảnh mà ví dụ như là những cái ngôi nhà này kia, mình so sánh với mặt trăng, mình thấy mặt trăng rất là lớn, rất là to so với ngày bình thường. Khi diễn ra siêu trăng, tức là tại vị trí cận điểm, thì được đánh giá là sẽ to hơn khoảng cỡ 14% và sáng hơn khoảng 30% so với trăng tròn ở vị trí viễn điểm. Với khí hậu giao mùa nên thời tiết tối 14 tháng 11 tốt, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người xem. Bên cạnh hiện tượng siêu trăng, còn có những thời điểm đặc biệt khác mà kích thước, độ sáng hay màu sắc của mặt trăng khi nhìn từ trái đất có sự khác biệt so với những ngày bình thường. Hơn nữa, trong gần 70 năm qua, mặt trăng mới đến gần trái đất như vậy, nên mọi người cảm thấy lâu và háo hức chờ đợi hơn. Tối ngày 14 tháng 11, tại Hà Nội diễn ra lễ trao giải tri thức trẻ vì giáo dục do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục Đào tạo phối hợp tổ chức. Năm 2016 là năm đầu tiên chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục được triển khai. Sau hơn 5 tháng phát động đã thu hút được sự tham gia của 214 tác giả và 53 nhóm tác giả đến từ 49 tỉnh thành phố với 267 công trình. Nội dung của các đề tài rất phong phú, đa dạng như sáng kiến đổi mới phương pháp dạy học, chế tạo các công cụ phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học giáo dục. Chất lượng các công trình được đánh giá khá cao, đáp ứng tiêu chí mới và khả thi. Nhân dịp này, ban tổ chức đã vinh danh và trao giải cho 5 công trình xuất sắc nhất, mỗi giải thưởng trị giá 100 triệu đồng. Ngày 14 tháng 11, hai chú robot hình người mang tên Nao đến từ Nhật Bản đã được trường Đại học Lạc Hồng Đồng Nai mua để phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu. Nao là robot mang hình dáng con người có chiều cao 58cm, được điều khiển bởi hệ điều hành Naovi iOS. Robot Nao ngoài thực hiện hàng loạt các tương tác khác, nó còn giúp hướng dẫn học ngoại ngữ, phát âm chuẩn như người bản ngữ. Hiện robot Nao có thể nói được 21 ngôn ngữ khác nhau của các nước trên thế giới. Đặc biệt, robot này còn có khả năng tương tác, biểu lộ sắc thái, cảm xúc và hành vi giống như con người trong quá trình giao tiếp. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch tổ chức chương trình Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa 2017 với chủ đề Mở rộng vòng tay bè bạn. Chương trình Festival Biển 2017 sẽ được tổ chức từ ngày 10 đến hết ngày 13 tháng 6 năm 2017 tại thành phố Nha Trang và một số huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Trong những ngày diễn ra sự kiện, ngoài các chương trình chính như lễ khai mạc, bế mạc, lễ hội đường phố và chương trình nghệ thuật, sẽ có các nhóm hoạt động biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, thể thao, du lịch, giáo dục, ẩm thực, thương mại. Để chuẩn bị cho sự kiện này, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu bên cạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu, tổ chức cuộc thi sáng tác logo Festival Biển, các địa phương, đơn vị cần chủ động thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, an toàn giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, bình ổn giá cả nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp cho nhân dân và du khách về thương hiệu Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa. Ba cá thể rùa xanh này đang được nuôi dưỡng trong hồ thủy sinh nhân tạo của vườn quốc gia Núi Chúa, Ninh Thuận. Sau một thời gian chăm sóc, đến thời điểm này, rùa đã giao phối và đẻ ngay trong hồ thủy sinh ba lứa, mỗi lứa khoảng 30 con. Vườn quốc gia Núi Chúa đã thả hai đợt với khoảng 50 rùa con về biển. Điều đáng nói là trong điều kiện nuôi nhốt, rùa vẫn sinh sản theo đúng chu kỳ như ở môi trường tự nhiên. Rùa con nở đúng thời gian và phát triển tốt. Đây là một thành công khá bất ngờ của vườn quốc gia Núi Chúa trong kế hoạch hành động bảo tồn rùa biển Việt Nam giai đoạn từ năm 2015 tới năm 2025. Thưa quý vị, trong cuộc họp chiều ngày 14 tháng 11 với Ban chỉ đạo phòng chống dịch sốt xuất huyết và Zika của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Sở Y tế cho biết thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện thêm 3 ca mắc Zika mới, nâng tổng số ca mắc trên địa bàn là 38 ca.
3 ca nhiễm Zika mới ở thành phố Hồ Chí Minh, có 1 ca ở quận Bình Thạnh, 2 ca ở quận 2. Như vậy đến thời điểm này các ca nhiễm Zika đã xuất hiện tại 13 quận huyện trên tổng số 24 quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh. Liên quan đến tình trạng tiếp tục xuất hiện các ca nhiễm virus Zika, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đã phê bình một số địa phương đang có bệnh Zika nhưng lơ là trong công tác vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt lăng quăng phòng bệnh. Đến nay những thai phụ bị nhiễm virus Zika đều được ngành y tế theo dõi chặt chẽ, trong đó có một thai phụ nhiễm virus Zika đã sinh con nhưng không phát hiện em bé có tật đầu nhỏ. Sáng ngày 14 tháng 11, tại cuộc họp giao ban ngành y tế, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã xác nhận Bà Rịa Vũng Tàu đã ghi nhận một trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên trên địa bàn tỉnh. Đó là bệnh nhân nam 19 tuổi, ngụ tại khu phố Tân Phú, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành. Ngay sau khi ghi nhận trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, từ chiều ngày 14 tháng 11, ngành y tế tỉnh đã tiến hành nhiều biện pháp như bắt muỗi để lấy mẫu xét nghiệm, diệt lăng quăng, phun hóa chất khử trùng. Hiện công tác diệt lăng quăng được Ban chỉ đạo phòng chống dịch thị trấn Phú Mỹ triển khai sâu rộng đến từng thôn ấp. Trước mắt tôi làm công tác tuyên truyền tới quần chúng nhân dân trên địa bàn, từ xe loa cũng như là đài truyền thanh trên các cụm loa. Sau đó thì phân công các lực lượng, các ngành chức năng từng khu phố phân ra từng vị trí, từng tổ để tuyên truyền, sau đó phân công đi diệt muỗi, diệt lăng quăng, tiếp tục các cái phương pháp mà ngành y tế đã hướng dẫn. Khảo sát của Sở Y tế và Viện Pasteur cho thấy, khu vực bệnh nhân sinh sống có rất nhiều muỗi vằn, loại muỗi có thể truyền bệnh Zika. Thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Tân Thành cho biết, đến thời điểm hiện nay, tình hình sức khỏe của bệnh nhân nam bị nhiễm virus Zika đầu tiên của tỉnh đã bình thường và sinh hoạt trở lại. Tiếp theo là các thông tin an ninh trật tự và an toàn giao thông. Thưa quý vị, tối ngày 14 tháng 11, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại khu Vĩnh Hòa, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, khiến một dãy cửa hàng bị thiêu rụi, cùng hai chiếc ô tô cũng bị cháy trơ khung. Vào thời điểm trên, ngọn lửa bắt đầu bùng phát tại cửa hàng nội thất Tùng Hằng, sau đó cháy lan sang các cửa hàng liền kề. Cửa hàng này chứa nhiều đồ dễ cháy nên đám cháy bùng phát lên rất nhanh, mỗi đồ đạc hầu như bị thiêu rụi. Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy đã điều 3 xe cứu hỏa đến hiện trường để khống chế đám cháy. Do đám cháy nằm ở khu vực đông dân cư và sát quốc lộ 18 nên rất đông người qua lại. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, đám cháy được cơ bản khống chế. Thiệt hại vật chất khá nặng nề nhưng rất may không có thiệt hại về người. Thì cơ quan chức năng đã điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Chiều ngày 14 tháng 11, một số học sinh trường Trung học phổ thông Lê Viết Thuật, tỉnh Nghệ An đang chơi tại sân bóng của trường. Bất ngờ chiếc cần cẩu của công trình xây dựng chung cư thương mại gần kề đó đổ sập xuống. Hậu quả là một học sinh lớp 10 tử vong. Tại hiện trường, chiếc cần cẩu đổ sập từ phía sau lên mái gối tầng 3 trường Trung học phổ thông Lê Viết Thuật. Sau đó, cần cẩu bị gãy gấp khúc, phá hủy mái gối, đổ sập xuống sân trường, khiến em Trần Văn Hải, học sinh lớp 10 A7, tử vong tại chỗ. Giáo viên, học sinh còn lại hoảng sợ bỏ chạy. Vụ việc được báo lên cơ quan chức năng. Ngay sau đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An có mặt tại hiện trường phối hợp giải quyết. Chiều tối ngày 14 tháng 11, vụ việc được cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân. Vào lúc 1 giờ ngày 14 tháng 11, tại thôn Mỹ Duyệt, xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, phòng BC49 Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện và bắt giữ 4 xe ô tô tải đang tập kết và vận chuyển lâm sản trái phép. 4 xe bị bắt có biển số gồm xe ô tô biển số 73C03740 do ông Nguyễn Đăng Hải điều khiển, xe ô tô biển số 73C00558 do ông Nguyễn Văn Đạt điều khiển, xe ô tô biển số 74K66066 do ông Trịnh Phước điều khiển và xe ô tô đầu kéo mang biển số 17C05332 kéo rơ móc 17R00274 do ông Nguyễn Đức Tính điều khiển đang tập kết lâm sản lên xe để vận chuyển ra Bắc tiêu thụ, gồm 20 mét khối gỗ dấn bột không có dấu búa kiểm lâm. Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã tiến hành tạm giữ các phương tiện vận chuyển, lập biên bản điều tra. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý. Thưa quý vị, Việt Nam là một trong số những quốc gia có tốc độ gia tăng bệnh nhân đái tháo đường cao nhất trên thế giới, gấp đôi trong vòng 10 năm qua. Ước tính cứ 20 người Việt Nam trưởng thành thì có một người mắc bệnh đái tháo đường. Đây là những thông tin được Bộ Y tế đưa ra cảnh báo nhân ngày Thế giới phòng chống đái tháo đường vào hôm qua ngày 14 tháng 11. Rất nhiều người đã tham gia các hoạt động đo đường huyết, đo mật độ xương miễn phí, khám và cấp phát tài liệu truyền thông về đái tháo đường. Sự quan tâm của nhiều đối tượng với các hoạt động trong ngày Thế giới phòng chống đái tháo đường tại Hà Nội cho thấy, nhiều người đã nhận thức được việc tầm soát căn bệnh mãn tính này. Bệnh đái tháo đường được xem là một trong 4 đại dịch của thế kỷ, bệnh đang ngày càng gia tăng trên toàn cầu, đặc biệt ở các nước đang phát triển. Tuy tỷ lệ đái tháo đường của Việt Nam không cao nhất thế giới, nhưng Việt Nam lại có 3 yếu tố nguy cơ: tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới, người bệnh đang trẻ hóa nhiều và nhận thức của cộng đồng về đái tháo đường còn rất thấp.
thực sự đáng báo động, không chỉ đối với Hà Nội mà đối với cả tất cả các tỉnh về vấn đề đái tháo đường đang càng ngày càng trẻ hóa. Các em mà khi đến khám với chúng tôi đều trong tình trạng là dư thừa về cân nặng. Cái bệnh đái tháo đường này nó không trừ một ai, không trừ một gia đình nào, cho nên chúng ta phải quan tâm để phòng chống cái bệnh này. Mà khi đã có triệu chứng nghi ngờ thì phải đi xét nghiệm ngay. Và tốt nhất tôi khuyên mọi người là cứ một năm, cố gắng một năm đi kiểm tra sức khỏe, trong đó có kiểm tra về đường máu và kể cả kiểm tra lipid, tức là nhóm mỡ của máu. Hiện theo các chuyên gia, hơn 50% số người bị bệnh đái tháo đường chưa được chẩn đoán. Rất nhiều bệnh nhân đái tháo đường type 2 khi phát hiện đã có nhiều biến chứng như gây bệnh tim mạch, mù lòa, suy thận và cắt cụt chi. Do vậy, cách tốt nhất để phòng và điều trị bệnh là mỗi người hãy tầm soát đái tháo đường để làm thay đổi diễn biến của bệnh và giảm nguy cơ các biến chứng của nó. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Hãy cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Nước tăng lực number one cho bạn cuộn trào sảng khoái với vitamin, taurin và inositol, giúp bật tung năng lượng để sẵn sàng đương đầu mọi thử thách. Hãy uống number one cho bạn thanh cuộn trào sảng khoái, bật tung năng lượng. Tháng 11 chi trả xong bồi thường đợt 1 cho ngư dân. Sóc Trăng tưng bừng đua ghe ngon ngày hội ốc ông bóc. Học sinh gặp khó khi luyện thi trắc nghiệm.